Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà lấy một cái công trình, một cái file dự toán từ Excel. Tức là cái bối cảnh đưa ra là, cái tình huống đưa ra là gì? Là giả sử như có một ai đó đã làm cái công trình, một cái file dự toán trên Excel hoặc là trên một cái phần mềm dự toán nào đó mà họ xuất qua Excel. Và bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải lấy toàn bộ công trình đấy vào trong phần mềm dự toán G8 để chúng ta tính toán và chúng ta kiểm tra. Và cái việc lấy công trình từ Excel này thì phải bao gồm những nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là chúng ta phải lấy được cái tiết lượng công trình, ví dụ như các cái đầu việc như thế nào, khối lượng các cái diễn giải, rồi đơn giá của nó. Cái thứ hai chúng ta phải lấy được định mức gốc của cái file Excel đấy, ví dụ như công tác xây tường chẳng hạn, thì cái định mức của nó là gồm là bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu mét khối cát vàng, bao nhiêu kg xi măng, vân vân. Chúng ta phải lấy được cái đơn giá vật liệu, ví dụ như đơn giá của cát vàng, đơn giá của đá, đơn giá của xi măng, đơn giá của thép, vân vân. Lấy được đơn giá nhân công và đơn giá ca máy trên cái file Excel đấy. Cái nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ thứ tư là sau khi chúng ta đã lấy được cái công trình đấy vào, bao gồm tất cả cả tiên lượng, cả khối lượng các công tác, cả định mức của file Excel gốc đấy, cả đơn giá vật liệu những công máy đó, thì chúng ta phải thẩm tra xem là sau khi chúng ta lấy vào cái Excel đó thì các cái công tác đó, đơn giá có đúng với đơn giá tỉnh ban hành hay không, định mức có đúng với cả định mức chuẩn mà bộ dựng ban hành hay không, vân vân. Thì chúng ta phải làm được bằng đấy cái việc. Và bây giờ tôi sẽ quay trở lại phần mềm dự toán G8 để hướng dẫn các bạn. Để mà lấy công trình từ Excel thì chúng ta vào menu File, lấy công trình từ Excel. Đấy. Trước khi lấy từ Excel, hướng dẫn chi tiết cách lấy thì tôi giới thiệu một cái file Excel mà chúng tôi có được. Giả sử như là bây giờ chúng ta có một file Excel là trụ sở ủy ban nhân dân .xls là file của Excel, và chúng ta đã copy một người khác đưa chúng ta copy vào cái ổ USB G chẳng hạn, và chúng ta mở nó ra, chúng ta xem cho nó có những thứ gì. Đây là cái môi trường của Microsoft Excel. Tôi mở file Excel ra xem nó có những thứ gì. Ví dụ như là cái sheet công trình của nó thì có những cái đầu việc như các cái công tác như là xây, như là chát, như là bê tông, vân vân ở đây. Các cái công tác về khảo sát ở đây, tức là công trình này có nhiều hạng mục, phần xây dựng, phần khảo sát, rồi là phần các cái hạng mục chung, vân vân ở đây. Thì họ có những các cái đầu việc họ đã nhập vào đây. Có cả các cái diễn giải khối lượng, móng 1 là mấy nhân mấy cộng mấy, hay móng 2 là mở ngoặc bao nhiêu, 1,1 cộng 2,3 nhân 4,5 bằng bao nhiêu đấy. Tuy nhiên tất nhiên đây, cái công trình này là chỉ mang tính chất minh họa để tôi hướng dẫn các bạn, chứ nó không có ý nghĩa là một công trình thực. Và đây là cái khối lượng của nó, cũng như đây là đơn giá của nó. Một lưu ý ở đây, tôi bôi cái công tác này màu đỏ nâu. Tôi thực ra thì chỗ này là tôi đã có điều chỉnh cái đơn giá vật liệu công máy đi, để lát nữa khi mà dùng G8 để lấy công trình này, toàn bộ công trình này xong, thì chúng ta sẽ thẩm định cái công trình này, xem là cái đơn giá như thế này, đơn giá như thế này có đúng hay sai, và sai như thế nào, đúng như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở phần sau, phần thẩm định. Tiếp theo, cái công trình này, các cái công tác đó thì là ở cái bảng là hao phí vật tư. Các cái sheet hao phí vật tư này thì nó đã có định mức của công tác đầu tiên chẳng hạn, thì là định mức vật liệu như thế này. Đây, định mức vật liệu đây. Định mức nhân công là 1,91 công ở đây. Công tác sau thì ở đây cũng có định mức, thì ở đây tôi đã cố tình là tôi điều chỉnh lại cái định mức nhân công. Đây là 1,11, 2,22, 3,3 là những con số mà nó bị sai đi. Mục đích để lát nữa sang phần thẩm định, để chúng ta thẩm định những cái chỗ sai này xem như thế nào. Và tôi để những con số 1,1, 2,2, 3,3 này chúng ta dễ nhớ. Ở phần dưới này, một công tác bê tông chẳng hạn thì nó có cả nhân công, thì tôi cũng điều chỉnh nhân công sai đi là 4,56. Máy ở đây thì hai cái máy đây nó có, tôi điều chỉnh là 5,67 và 6,78. Những con số 4,56, 5,67, 6,78 nó cũng có số dễ nhớ để lát nữa chúng ta kiểm tra. Đó. Và ở đây cái bảng giá của vật liệu nhân công máy thì nó có cả cái giá gốc của do tỉnh ban hành trước đây, cũng như là giá mà người ta đã nhập vào.
tại thời điểm người ta làm công trình. Ví dụ cái giá gốc nó là 189 và giá họ làm công trình nó là 255 đấy, cho cát vàng chẳng hạn đấy, hoặc là xi măng chẳng hạn, giá gốc là 1045 đồng, thế nhưng mà khi người ta thi công ấy, người ta làm dự toán thì người ta điều chỉnh lại là 1082 đồng, nó thay đổi đi đấy, và giá nhân công nó cũng thay đổi đi rồi, giá máy nó cũng thay đổi đi so với cả giá gốc rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải lấy được toàn bộ cái giá gốc ở file Excel này cũng như giá thông báo ở file Excel này để vào để chúng ta không phải nhập lại nữa đấy. Thế như vậy là cái file Excel này nó gồm đầy đủ cả tiền lượng công trình, cả định mức ở đây đấy, các cái hao phí mức của vật liệu công máy ở đây, và có cả đầy đủ cái giá của vật liệu, giá gốc, giá thông báo, giá của nhân công, giá của ca máy. Và đây là một cái file khá là hoàn chỉnh. Vâng, nhiệm vụ của tôi bây giờ là tôi phải hướng dẫn làm thế nào để lấy được toàn bộ cái công trình này, bao gồm cả tiên lượng ở đây, bao gồm cả định mức ở đây, bao gồm cả giá vật tư ở đây, vào trong phần mềm G8. Vâng, bây giờ tôi đóng cái file Excel này lại và tôi sẽ chuyển sang phần mềm G8. Trước khi mà lấy công trình từ Excel thì chúng ta phải kiểm tra cái ô tỉnh thành phố này xem nó đúng là cái tỉnh mà chúng ta cần chưa. Đấy, và cái đơn giá mà chúng ta dùng thì tôi khuyến nghị các bạn thông thường thì chúng ta hay để ở cái trên cùng, bởi vì trên cùng sẽ là phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa vân vân, là những cái đơn giá mới. Theo cái nguyên tắc là những đơn giá mới thì chúng tôi để ở trên cùng, những càng ở phía dưới thì càng là những cái đơn giá cũ. Thế cho nên là nếu chúng ta làm công trình mới thì chúng ta nên chọn những cái đơn giá mới. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta là phải làm những công trình từ những năm trước, tôi lấy ví dụ như là đơn giá 56 Hà Nội chẳng hạn, từ những năm 2010 chẳng hạn, thì tất nhiên là chúng ta phải chọn cái đơn giá 56 Hà Nội này. Đấy. Bây giờ tôi giả thiết rằng công trình này là công trình mới làm, cho nên là tôi chọn cái đơn giá mới nhất. Bây giờ chúng ta vào menu file lấy công trình từ Excel, hoặc chúng ta vào menu công trình lấy công trình từ Excel thì cũng thế. Ở đây tôi lấy vào menu file lấy công trình từ Excel. Tôi chỉ ra cái USB, tôi chỉ ra thư mục là trụ công trình, trụ sở ủy ban dân. Tôi chọn cái file Excel mà vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn. Chúng ta mở ra. Thì lúc này G8 đã mở ra một cái file mà nó gồm có tất cả các sheet như lúc nãy tôi đã hướng dẫn các bạn. Đó. Thì đầu tiên ở đây có mục là chọn nhanh các kiểu dự toán. Tức là nếu như mà chúng ta đã có các cái biết được các cái kiểu dự toán thì chúng ta chọn ở đây, thì mặc định khi mà mở file ra thì G8 đã tự động xác định được xem là cái file Excel này nó thuộc cái file dự toán nào và nó sẽ để chọn ở đây cho chúng ta. Còn nếu trường hợp mà chúng ta thấy rằng nó không chọn gì cả, nó trắng như này và tất cả các cái ô này nó đều không có dữ liệu, không có các cái cột này, nó đều là trắng trơn, không có các cái tên cột đây, nó không có đây, không có đây, không có đây, nó không có gì cả, thì chúng ta hiểu rằng là lúc đó chúng ta phải tự điền tất cả các cái cột này là cột nào đấy. Tuy nhiên trong hợp này thì là G8 đã phát hiện ra rằng cái file công trình mà chúng ta vừa mở nó chính là file do dự toán G8 mà nó xuất ra, cho nên nó tự động nhận diện được cái file đấy và nó tự điền cho chúng ta tên các cái cột ở đây đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm tra lại, hoặc nếu mà nó chưa nhận diện được thì chúng ta phải tự điền các cái cột này như sau. Đầu tiên là sheet tiên lượng, tên sheet tiên lượng tức là sheet mà chứa các cái khối lượng công tác, các cái công tác cũng như là khối lượng cũng như diễn giải của nó, thì đương nhiên là chúng ta chọn là đây là sheet công trình. Đấy. Bây giờ chúng ta xem là cột mã đơn giá là cột gì. Chúng ta sẽ cột này là cột D. Vâng, thì chúng ta gõ chữ, lúc đầu giả sử nó trắng như thế này, chúng ta gõ, bây giờ chúng ta gõ chữ D vào đây. Tương tự như vậy, cột tên công tác là cột E. Giả sử lúc đầu nó không có gì cả thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là cột E thì chúng ta gõ chữ E vào đây. Đấy, tương tự như vậy, cột đơn vị là cột F. Đấy, cột số kiện ở đây thì file Excel này nó ẩn số kiện, nó chính là G, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, hệ số phụ. Đấy, thì chúng ta điền vào. Tiếp theo là cột khối lượng là cột O. Đây cũng cột O rồi. Và đơn giá vật liệu nhân công máy là P. P đơn giá vật liệu, và đây nó có một cột ẩn giữa P này so với Q. Q có một ẩn, đây chính là cái cột đơn giá vật liệu phụ. Chúng ta có thể mở file Excel ra để chúng ta kiểm tra lại. Đơn giá nhân công là cột R, và đơn giá máy là cột S. Đấy. Và dòng bắt đầu công tác đầu tiên ấy, dòng đầu tiên thì chúng ta thấy ở đây, dòng đầu tiên là dòng số 6, thì chúng ta điền số 6 ở đây. Lúc đầu nó trắng thì chúng chưa có chẳng hạn, chúng ta điền đúng là cái dòng số 6 thì chúng ta điền số 6 ở đây. Tiếp theo tôi sang phần định mức.
Lúc đầu mặc định thì G8 sẽ không tích vào cái này, có nghĩa là nó sẽ không lấy định mức cũng như là không lấy đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy ở trong cái file Excel đó. Cho nên là nếu mà chúng ta chỉ khai báo nguyên thế này, sau đó thì chúng ta không tích vào đây thì tất cả các cột này nó mờ hết, thì chúng ta bấm chấp nhận, thì lúc đấy G8 chỉ lấy cho chúng ta các cái tiên lượng ở đây thôi, chứ sẽ không lấy định mức và không lấy bảng giá vật liệu công máy. Đấy, tuy nhiên trong phần này để cho tổng quát thì tôi sẽ tích sang cái thẻ định mức ở đây, và tôi chấp nhận rằng là tôi có lấy định mức, có lấy đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy, và tôi tích vào đây. Thì lúc này là tất cả các cái cột ở đây nó sáng lên để chúng ta điều chỉnh. Cột đây nó sáng lên, đây nhân công nó sáng lên, và máy, các cột này nó sáng lên để chúng ta điều chỉnh. À, bây giờ chúng ta kiểm tra định mức. Đầu tiên định mức thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó có các cái tên các sheet, thì chúng ta phải chọn các cái sheet cho nó đúng ở đây. Ví dụ ở đây là sheet 2/4, chúng ta chọn ở đây. Đây là 2/4. Tiếp theo chúng ta điền cột số tự công tác. Số tự công tác ở đây tôi thấy rằng đây là cột A, thì chúng ta điền chữ A vào đây. Mã hiệu công tác, thông thường là cột mã đơn giá đấy ạ, thì nó nằm ở cột B. Chúng ta thấy ạ, ví dụ như là mã công tác là AE11114 thì chúng ta điền chữ B vào đây. Nó là cột B, chúng ta điền chữ B vào đây. Tiếp theo là cột tên công tác. Cột tên công tác hiện nay là cột này. Vậy thì chúng ta sẽ điền cột công tác vào cột C. Đấy, chữ C ở đây, chúng ta điền chữ C vào đây. Tương tự như vậy, đơn vị tính điền chữ D. D. Cột mã vật tư. Mã vật tư thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là cái mã của đá, của xi măng, của cát thì nó chính là cái đám này, và nó nằm ở cột B, thì chúng ta điền chữ B vào đây. Cột định mức vật liệu là cột F. Đây chúng ta thấy hao phí mức thì vật liệu nằm cột F. Đấy, nhân công nằm cột G và máy nằm cột H. Vậy chúng ta điền lần lượt là cột hao phí mức vật liệu là F này, định mức nhân công là G và định mức ca máy là H. Đấy, chúng ta điền chữ H vào đây. Tiếp theo, dòng định mức đầu. Chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy trong file này thì cái dòng đầu tiên để nó chứa định mức ấy là dòng số 6, thì chúng ta sẽ điền số 6 vào đây. Đấy. Ở đây nó có một lưu ý là ghi chú là phải điền đầy đủ các ô đánh dấu sao. Tức là ở đây trong hợp này là tất cả các ô đánh dấu sao màu đỏ thì chúng ta bắt buộc phải điền vào. Đấy. Chúng ta không được bỏ sót nó. Bỏ sót nó khi chúng ta chấp nhận thì nó vẫn yêu cầu chúng ta phải điền cho nó đủ. Bởi vì có như thế thì nó mới lấy được cho chúng ta. Ở đây có một cái cột mã vật tư, nó có điền là nó có yêu cầu điền, nhưng mà sao này là sao màu xanh, thì nếu mà file Excel đó nó có cái mã vật tư này thì chúng ta điền vào là cột B. Còn tuy nhiên nếu nó không có, giả sử nó không có cái mã vật tư ở đây, thì chúng ta có thể là bỏ trắng, thì G8 vẫn chấp nhận cái chuyện này. Có nghĩa là gì, những cái dấu sao đỏ thì là bắt buộc phải điền, còn những cái dấu sao màu xanh này thì nếu trường hợp nó có như file này thì chúng ta điền vào. Ví dụ như đây là cái cột mã hiệu của vật tư xi măng cát đá này, nó cũng trùng với cả cột mã hiệu công tác và nó là cột B, thì chúng ta điền chữ B vào đây. Đấy. Còn nếu trường hợp mà ở đây nó không có mã hiệu thì chúng ta có thể là xóa trắng đi. Đấy. Tiếp theo tôi sang cái thẻ đơn giá vật liệu, thì cũng tương tự như vậy, tất cả những cột mà đánh dấu sao màu đỏ ở đây thì bắt buộc chúng ta phải điền vào. Còn dấu sao màu xanh thì là báo hiệu rằng là nếu nó có thì chúng ta nên điền vào, còn nếu nó không có thì chúng ta có thể bỏ qua. Đấy, còn những cái cột như là cột hệ số, cột chính phụ, nếu cột mã chuẩn nếu nó có thì điền, còn không thì thôi, thì đây là không bắt buộc. Đấy, còn cái này là khuyến nghị có, còn cái màu đỏ là bắt buộc phải có. Đấy, bây giờ chúng ta lần lượt từng cột một. Cột mã số vật liệu, mã số vật liệu đây là cột B, thì chúng ta điền chữ B vào đây. Cột tên vật liệu, tên vật liệu thì nó là cột C, thì chúng ta điền chữ C vào đây. Cột đơn vị tính, nó là cột D, thì chúng ta điền chữ D vào đây. Cột đơn giá vật liệu gốc, đơn giá vật liệu gốc thì nó nằm ở cột E, thì chúng ta điền chữ E vào đây. Cột đơn giá vật liệu thông báo hay là đơn giá vật liệu tháng đấy thì nó nằm ở cột F, đúng không ạ? Thì chúng ta điền chữ F vào đây. Tương tự như vậy, các cái cột như là hệ số, vật liệu chính hay phụ, rồi cột mã chuẩn. Đấy, thì các cột này thì có thể file Excel nó có hay không có. Đấy, nếu nó có thì chúng ta điền vào. Ví dụ trong hợp này là lần lượt là G, H và G, thì chúng ta điền là G, H và G. Tuy nhiên nếu file Excel của các bạn không có các cột này thì chúng ta không cần phải điền các cột hệ số, cột chính phụ và cột mã chuẩn ở đây, bởi vì là nó không đánh dấu sao màu đỏ, cho nên chúng ta không bắt buộc phải điền nếu như mà thực sự file Excel nó không có cái dữ liệu như thế này. Đấy. Tiếp theo dòng vật liệu đầu tiên, chúng ta thấy rằng vật liệu đầu tiên là cát vàng, đúng không ạ? Nó nằm ở dòng số 6.
Chúng ta nhớ là đây là dòng 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 trên file Excel nhé, chứ không phải là cái số thứ tự này đâu nhé. Số tự này không phải, mà đây là dòng số 6, thì chúng ta phải điền cái cát vàng này nằm ở số 6, là dòng số 6, thì chúng ta điền số 6 vào đây. Tiếp theo dòng vật liệu cuối cùng, chúng ta kiểm cuộn xuống chúng ta xem. À, dòng vật liệu cuối cùng đó là xi măng PCB 30 và nó là cái dòng số 24, thì chúng ta điền đây là 24. Tiếp theo sang phần nhân công thì cũng tương tự như vật liệu, thì chúng ta chọn cái tên sheet chứa đơn giá nhân công, thì trong hợp này là cái sheet giá tháng, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta cũng điền cột mã số nhân công, tên nhân công, đơn vị tính, cột đơn giá gốc, cột đơn giá tháng và các cột hệ số, cột chính phụ, mã chuẩn. Và việc điền cái cột này thì nó cũng về cơ bản nó cũng tương tự như việc điền các cái cột giá vật liệu ở đây. Đấy. Lưu ý là nếu như mà trong một file Excel mà họ tách cái phần vật liệu ra một sheet, phần nhân công sang một sheet và phần máy sang một sheet chẳng hạn, thì chúng ta phải chọn lại cái sheet nhân công ở đây cho đúng. Đấy. Thì bây giờ các cái cột này thì tôi đã điền sẵn rồi và nó giống như vật liệu, thì có lẽ tôi không phải hướng dẫn lại nữa. Nó tương tự, chỉ là đơn giản là điền các cái tên cột bằng là các cái chữ cái A, B, C, D mà thôi. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta bắt buộc phải điền là cái dòng đầu và dòng cuối của nhân công. Ví dụ dòng đầu là nhân công bậc 3 trên 7 nhóm 1 thì là dòng số 26 và dòng cuối là dòng 28, thì chúng ta điền dòng đầu đây là 26 và dòng cuối là dòng 28. Và tôi vẫn lưu ý các bạn phải là điền số tự dòng chứ không phải là số tự của cái nhân công 1, 2, 3 ở đây thì nó không đúng. Ví dụ chúng ta điền 1 đây là không đúng này, chúng ta điền 3 đây không đúng, mà chúng ta phải điền cái số tự dòng là 26 và số tự dòng cuối của nhân công là 28, chúng ta điền vào đây mới đúng. Tương tự như vậy, chúng ta chuyển sang bên sheet, bên cái thẻ mà đơn giá ca máy. Nếu như cái phần đơn giá ca máy các bạn nó nằm ở một sheet khác chứ nó không chung với nhân công với vật liệu, thì chúng ta phải chỉ ra cái cột ở đây, hoặc là chúng ta sang các cái bấm sang các sheet tương ứng. Khi chúng ta bấm đến đâu ấy, thì ở đây nó nhảy theo đó, thì chúng ta lưu ý. Đấy, chúng ta bấm sang đây thì nó tự nó nhảy theo. Đấy, trong hợp này cái sheet của tôi để mà chứa máy nó là đây, thì cho nên tôi điền vào đây. Tôi chọn cái sheet này thì đây nó tự nhảy theo. Và các bạn cũng tương tự như là điền vào các cái cột giá vật liệu, cái cột mà chứa giá vật liệu ấy, thì cột giá ca máy các bạn cũng điền là mã là cột gì, tên là cột gì, vân vân, giá gốc là gì, giá thông báo là gì. Các cái cột hệ số nếu như nó có thì ở đây chúng ta điền vào, ví dụ đây nó là hệ số là G, chính phụ là H và mã chuẩn là G. Nếu trong file Excel của bạn có các cột này thì các bạn điền vào, còn nếu không thì các cột này các bạn sẽ bỏ trống, hệ số bỏ trống, cột chính phụ bỏ trống, cột G bỏ trống nếu như file Excel của bạn không có. Tiếp theo chúng ta xem cái phần máy, thì dòng đầu nó là dòng 30 và dòng cuối của nó là dòng số 34. Đấy, thì chúng ta điền đây, dòng đầu là 30 và dòng máy cuối của nó là 34. Chúng ta điền vào. Đó. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách khai báo các cái cột ở các cái sheet tiên lượng, hay là sheet dự toán, hay là sheet khối lượng công trình. Khai báo các cái cột chứa định mức, khai báo các cột chứa vật liệu, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy. Đấy. Tiếp theo chúng ta phải kiểm tra các cái thông số tiếp theo như là phông chữ file Excel gốc. Thì cách kiểm tra như sau, tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta để ý là có mục là phông chữ ô hiện hành, có nghĩa là khi chúng ta di chuyển đến đâu thì cái nội dung cái phông này nó nhảy. Ví dụ tôi nhảy đến đây thì phông chữ của cái ô này là Tamiroman Roman, tôi nhảy xuống đây thì phông chữ của ô này nó là Arian. Và như vậy chúng ta biết rằng là cứ Tamiroman Roman, Arian, Arian Nero thì chúng ta biết rằng đó là phông Unicode. Thông thường thì G8 đã chủ động để tự nhận diện cái phông cho các bạn. Tuy nhiên nếu trường hợp nó nhận diện sai, ví dụ như nó là Unicode nhưng nó lại nhận diện sang tiêu chuẩn Việt Nam ABC, thì các bạn phải chọn lại cho nó là Unicode. Khi nào thì chọn cái phông ABC? Chọn phông ABC khi mà chúng ta di chuyển đến các cái đầu việc ở đây. Đấy, các cái tên đầu việc, các cái diễn giải ở đây. Nếu như mà nó là phông .vn Arian hoặc là .vn Tham, các cái, nói tóm lại là những cái phông nó có chữ đứng đầu là .vn, thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái phông tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC. Khi nào thì chọn là phông VNI hay gọi là phông VNI đấy ạ? Thì khi mà chúng ta bấm vào các cái tên đầu việc hoặc các cái diễn giải hoặc các cái này, tức là các tên các đầu việc này, chúng ta bấm ở đây mà cái phông chữ ô hiện hành này nó ghi cái chữ là VNI Tham, VNI Hell vân vân ấy, tức là cái chữ cái đứng đầu còn là chữ VNI, thì chúng ta sẽ chọn phông VNI. Ok. Tuy nhiên thì có lẽ bây giờ thì cái tỷ lệ mà sử dụng phông Unicode là chiếm rất là cao. Tôi cho rằng ở các văn bản
hoặc là các công trình thì đa phần người ta dùng Ucode, có lẽ phải chiếm đến 95% trở lên. Đấy, và file này của tôi hiện nay nó là phông Ucode, cho nên là đương nhiên tôi chọn là Unicode. Tiếp theo có một cái option đây là có lấy diễn giải khối lượng. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta tích vào đây thì nó sẽ lấy các cái diễn giải móng 1 là mấy nhân mấy cộng mấy ở đây, hay là móng 2 mấy nhân mấy cộng mấy ở đây. Còn nếu mà trường hợp chúng ta bỏ tích đi thì khi lấy nó sẽ bỏ qua các diễn giải này, bỏ qua diễn giải này. Tuy nhiên để cho nó tổng quát thì tôi vẫn tích vào để lấy vào. Đấy. Như vậy tóm lại là chúng ta chỉ điền các cái cột các công tác, cột chứa công tác ở đây, cột chứa định mức, cột chứa đơn giá, vật liệu công máy ở đây. Sau đó thì chúng ta điền phông chữ, chọn phông chữ cho nó đúng. Sau đó thì chúng ta bấm chấp nhận. Và bây giờ chúng ta bấm chấp nhận. Nó lấy xong. Chúng ta thấy rằng nó thừa một cái hạng mục 1 là cái hạng mục mà mặc định khi mà chúng ta mới bấm vào đây để chúng ta tạo một công trình mới thì nó không có tác dụng gì. Chúng ta nháy phải, chúng ta chọn là xóa những dòng đã chọn, hoặc là chúng ta bấm phím F8 để chúng ta xóa đi. Và bây giờ chúng ta để ý có những cái cột mà mã của nó đổi sang màu xanh. Đấy, mã đổi sang màu xanh. Đấy, cái này không phải là màu xanh vì nó là tạm tính, thì thông thường là nó không có định mức. Cái này đổi sang màu xanh. Tất cả những cái mã nào mà đổi sang màu xanh có nghĩa là nó đã lấy được toàn bộ các cái công tác đấy, bao gồm mã, tên, đơn vị, khối lượng, các diễn giải ở đây, các cái đơn giá vật liệu công máy ở đây nếu có, các cái cột đơn giá vật liệu công máy nếu có. Và đặc biệt cái màu xanh ở đây nó thể hiện gì là nó lấy được cả cái định mức vật liệu. Định mức vật liệu ở đây. Định mức về nhân công ở đây. Và một công tác khác nó có cả máy thì nó lấy cả định mức ca máy ở đây cho các bạn. Đó, như vậy cái màu xanh này nó thể hiện gì là nó lấy được cái công trình đấy ở từ Excel và nó lấy được cả cái định mức này cho các bạn. Còn nếu như cái công tác nào màu đen thì có nghĩa là nó chưa lấy được định mức và chúng ta phải xem lại xem là cái công tác đấy ở trong file Excel nó không có định mức. Đấy, không có định mức. Tuy nhiên trong hợp này tất cả các file Excel, tất cả công tác trong file Excel thì tôi đều có định mức. Đấy. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại trong file Excel với cả cái file của G8 này xem liệu nó có đúng hay sai. Chúng ta kiểm tra. Bây giờ tôi sẽ mở file Excel gốc ra chúng ta kiểm tra. Ok. Đầu tiên là công tác là AE114 là xây móng đá hộc. Đấy, khối lượng diễn giải như thế này và khối lượng như này, cũng như đơn giá vật liệu công máy là như này. Đấy, các bạn đang theo dõi thì các bạn nhớ thử nhớ cho tôi mấy dòng này để chúng ta xem. Đó, tôi dành ra 2-3 giây để các bạn nhớ. Đấy, khối lượng là 24,9773, đơn giá vật liệu là 123.000, nhân công là 45.000 và có hai cái diễn giải ở đây. Và bây giờ chúng ta kiểm tra bên phần mềm G8, chú thấy rằng là cũng có hai cái diễn giải, mã cũng thế, tên cũng vậy, đơn vị cũng thế, khối lượng cũng là 24.977 và đơn giá vật liệu công máy là 123.000 và đây là 45.000, lấy đúng cho chúng ta. Đây công tác đầu. Các bạn kiểm tra công tác cuối, chẳng hạn một công tác là TT là nối đốt cẩu là 50 đốt. Chúng ta sang Excel. TT nối đốt cẩu là 50 đốt. Nhân công là 200.000, máy là 150. Nhân công là 200.000, máy 150. Đó. Đấy. Đấy là về các cái khối lượng rồi là đơn giá. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra về định mức. Xem là cái công trình này nó lấy có đúng không. Có hai cách kiểm tra. Cách thứ nhất chúng ta bấm vào đây để chúng ta cho nó hiện cái bảng định mức ở phía dưới. Chúng ta kiểm tra định mức ở đây thì tôi lấy ví dụ ở đây nó là đá này. Chúng ta chuyển sang cái sheet 6.4 bên Excel, chúng ta kiểm tra là đá hộc, đá răm, xi măng, cát, nước, khối lượng ở đây. Và các bạn nhớ các con số này. Đấy, 1,2, 0,57 và 109,2. Chúng ta kiểm tra 1,2, 0,57, 109,2. Hoặc chúng ta bấm sang đây thì cũng thế, nó cũng ra được là cái kết quả là tương tự là gì, đá là 1,2, đá răm là 0,057 và nước là 109,2 lít. Đấy. Hay là những công tác ở bên dưới, chỗ này là tôi đã điều chỉnh lại cái trong file Excel, tôi đã điều chỉnh lại là 1,11, 2,2, 3,3. Thì sang đây nó cũng lấy như vậy. Đây là trên phần mềm G8 mà chúng ta kiểm tra trong file Excel. Trong file Excel thì đây là cái công tác mà tôi đã cố tình tôi sửa đến mức nó là 1,11, 2,2, 3,3. Ba con số này thì qua đây nó cũng thể hiện là ba con số tương tự như vậy. Đó. Như vậy là chúng ta đã lấy được tất cả các công tác bao gồm cả mã, tên, đơn vị, khối lượng và đơn giá vật liệu công máy ở đây. Đấy, máy ở phía dưới này.
Đấy, có. Cũng như là các diễn giải, khối lượng mấy nhân mấy cộng mấy thoải mái ở đây chúng ta đưa vào. Và lấy được định mức ở đây rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái giá xem thế nào. Cái giá mà G8 lấy ở đây thì ví dụ cát vàng chẳng hạn giá gốc là 189, giá thông giá người ta làm công trình lúc khi đó trong file sale là 255. Chúng ta kiểm tra trên file sale. Giá gốc là 189 và giá người ta làm là 255.000 thì đây cũng 255.000 ở đây. Đấy, hay chúng ta kiểm tra bất kỳ một cái thứ khác như là xi măng chẳng hạn là 1040 và 1082, chúng ta kiểm tra bên này. Đấy, 1040 1082. Đấy, 1045 và 1095. 1045 và 1095 đối với PCB. Đấy. Rồi nhân công. Ví dụ nhân công bậc 3,5 trên 7 thì là 267.500 đồng. Chúng ta kiểm tra đây thì nhân công 3,5 trên 7 là 267 5 267.500 đồng. Hay bất kỳ một cái máy, ví dụ máy hàn chẳng hạn là 350.000 chẳng hạn thì bên này thì máy hàn đây nó lấy chúng ta là 350.000. Đấy. Như vậy là G8 đã hoàn thành rất xuất sắc cái việc là lấy toàn bộ cái công trình bao gồm các cái diễn giải, các cái công tác, các cái khối lượng, đơn giá ở đây. Lấy rất thành công tất cả cái giá gốc trong file Excel đó, lấy tất cả cái giá mà họ đã áp vào cho công trình, kể cả của vật liệu, cả nhân công và cả máy ở đây. Cũng như là nó đã lấy định mức chuẩn trên file Excel định mức như thế nào thì nó lấy đúng như vậy cho các bạn ở trong cái bảng đây chúng ta nhìn rõ. Tôi quay trở lại file Excel, tôi nhắc lại một chút là vừa rồi tôi đã cố tình là tôi đã chỉnh cái đơn giá vật liệu ở đây nó sai đi như thế này. Đơn giá định mức của công tác số 2 nó là 1,112,23,3 nó sai đi như này. Công tác số 4 công tác số 5 là công tác về AF đấy là bê tông thì nhân công tôi sửa sai là 4,56 và máy tôi sửa sai là 5,67 và 6,78. Bây giờ tôi chuyển sang cái mục thứ tiếp theo là với cái công trình mà nó cái người dùng ấy người ta sửa trên Excel. Các bạn nên nhớ đây là đang là môi trường của Microsoft Excel. Người ta sửa cái giá ở đây đi như thế này. Người ta sửa định mức ở đây đi như thế này. Rồi là người ta sửa cái định mức nhân công máy ở đây đi như thế này. Thì liệu vào trong phần mềm G8 thì nó sẽ thẩm định như thế nào? Chúng ta quay trở lại phần mềm G8. Chúng ta vào menu thẩm định, vào cái mục thẩm định ở đây, hoặc là các bạn bấm sang đây để chúng ta tìm cái sheet thẩm định ở đây. Chúng ta bấm vào đây. Thì việc bấm vào đây, bấm vào thẩm định thì nó cũng không khác gì việc các bạn bấm vào cái sheet thẩm định ở đây, nó như nhau. Nào bây giờ chúng ta xem cái công trình này thì cái đơn giá do là nó bị sai, người ta đã chỉnh sửa ở bên Excel là 123.000 và 45.000, chúng ta kiểm tra lại. Đây, 123.000 và 45.000 Excel người ta đã sửa. Tất nhiên đây người ta là tôi thôi ạ, và tôi đây là thử nghiệm thôi ạ. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là nó gạch đi, nó báo là 123.000 là sai, 45.000 là sai. Và cái nguyên nhân nó thẩm định ấy là đúng của nó phải là như thế này. 431.000 và đây là 413.000 ở đây. Đấy. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một cái công tác là AE114 trong đơn giá của Hà Nội. Tôi kiểm tra. Tôi lấy cái đơn giá này của Hà Nội. Tôi paste cái này vào. Tôi chưa copy. AE.1114 đây. Chọn. Thì chúng ta thấy rằng là đơn giá gốc mà Hà Nội ban hành ở cái đơn giá 5481 nó là 431.527 đồng và 413.559 đồng. Chúng ta kiểm tra lại hai con số này. 431 và 413. 431 và 413 ở đây. Đây mới là giá trị đúng. Chứ còn giá trị mà người ta đã sửa trong file Excel nó như này là sai và nó gạch đi cho chúng ta. Tiếp theo. Tôi có nói với các bạn vừa xong, tôi nói rằng là cái công tác này, cái định mức ở công tác số 2 là công tác xây móng, nó bị sửa đi thành 112233 như thế này. Và công tác số 5 là công tác bê tông thì tôi sửa nhân công là 4,56 và máy là 5,67 và 6,78. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem G8 sẽ thẩm định như thế nào. Công tác số 2 thì nó phát hiện ra rằng là cái đá hộc ở đây ấy mà cái file Excel đó người ta đã sửa thành 1,11 là sai. Nguyên nhân đúng của nó phải là 1,12.
Đá dăm ở đây là 2,22 là sai vì nguyên nhân đúng của nó là 0,057. Xi măng PC 30 nó là 3,33 là sai, đúng của nó phải là 89,4684. Đấy. Bây giờ chúng ta kiểm tra công tác là AE1123 xem có đúng là định mức nó là phải là ví dụ như xi măng nó phải là 89,4684 không. Chúng ta kiểm tra công tác AE1123. Tôi sang bên đây. AE1112. À, chúng ta chọn công tác này. Bây giờ chúng ta xem bên hạng vật tư thì xi măng của nó chẳng hạn, đây chúng ta xem ạ. Cái cột định mức vật liệu là cột F thì xi măng của nó phải là 89,4684. Chúng ta kiểm tra. Đấy, xi măng của nó đúng ra phải là 89,4684. Nhưng mà phay Excel sai, phay Excel để là 3,3 nó sai và nó gạch đi, nó để cái giá trị đúng ở đây. Tương tự như vậy, cái công tác số 5 của tôi là công tác bê tông AF thì cái nhân công của nó là nhân công 3/7 nhóm 1 là 4,56 là sai. Nguyên nhân đúng của nó phải là 1,42. Tương tự như máy, máy trộn bê tông 200 lít thì 5,67K là sai. Đúng của nó ấy phải là 0,095K. Và đầm bàn cũng thế. Đấy, đầm bàn 1 kW là 6,78K là sai và nguyên nhân đúng của nó phải là 0,089. Nào, bây giờ chúng ta kiểm tra công tác này. AF11112. Chúng ta kiểm tra. Công tác mới. Tôi lại nhập công tác mới vào đây. AF111. Đây, chúng ta chọn công tác này. Chúng ta kiểm tra. Ví dụ nhân công ở đây nó là 1,42 công. 1,42 công. Đây, thì nhân công ở đây, cái nhân công 3/7, 4,56 là sai. Đúng của nó phải là 1,42. Hoặc là máy đầm bàn ở đây chẳng hạn thì đúng của nó phải là 0,089K. Chúng ta kiểm tra. Máy đầm bàn ở đây là gì ạ? 0,089K. Đây, đây là cái cột này, cột H là cột định mức ca máy. Đấy, và nó là 0,089. Và G8 đã thể hiện cho đúng các bạn là đây là 0,089 mới là cái nguyên nhân đúng của nó. Còn sai cái chỗ này là 6,78 là sai. Đó. Như vậy đây là một cái công cụ rất tuyệt vời. Các bạn lấy công trình từ Excel vào cũng rất đơn giản, là chúng ta chỉ khai báo các cột, sau đó thì G8 lấy cho các bạn đầy đủ cả các công tác, cả khối lượng, cả đơn giá. Đấy, rồi nó lấy cả các tất cả các cái đơn giá vật liệu gốc và thông báo mà cái công trình đó để tính. Và điều đặc biệt nữa là nó còn thẩm định cho các bạn tất cả những nguyên nhân sai, như là đơn giá sai, thậm chí như là các cái vật liệu này mà bị sai tên, sai đơn vị tính, nó cũng có thẩm định để cho các bạn. Đấy, hoặc là ở đây các cái này mà sai về mặt khối lượng nó cũng thẩm định và nó báo cho các bạn sai. Tuy nhiên trong file Excel vừa rồi thì tôi không thử nghiệm là tôi xem sai cái này thì nó báo làm sao. Tuy nhiên nếu mà file Excel mà có bị sai cái tên công tác, tên của vật tư, sai đơn vị. Ví dụ như cát vàng ở đây mà người ta lại để là mét vuông chẳng hạn hay là 100 mét khối chẳng hạn thì sang đây sẽ nó báo sai. Nó gạch đi và nó sẽ điền nguyên nhân đúng của nó phải là mét khối cho các bạn. Đấy, thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái công cụ rất là mạnh. Đấy, để cho các cái đơn vị chủ đầu tư, các cái đơn vị ban quản lý dự án. Đấy. Đấy, và để mà người ta, thậm chí các cái nhà thầu, để người ta kiểm tra lẫn nhau xem là liệu có bị sai sót gì không. Hoặc là các cái đơn vị bên trên, các phòng ban ở bên trên kiểm tra các đơn vị bên dưới, xem là họ làm, xem là cái đơn giá có đúng hay không, các cái định mức có đúng hay không, hay là cái đơn vị tính ở đây có đúng hay không. Đấy, để mà chúng ta kiểm tra, kiểm soát đấy, trước khi mà chúng ta chốt lại cái hồ sơ của chúng ta. Đấy. Như vậy với cái video này là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái phần đầu tiên là phần lấy công trình từ Excel mà có cả phần giá và có phải cả phần định mức ở đây. Tuy nhiên trường hợp thứ hai là chúng ta không cần lấy cái định mức và cái giá của nó mà chúng ta chỉ lấy nguyên cái khối lượng của nó thì chúng ta làm như sau. Tôi giả thiết bây giờ tôi có một công trình mới như thế này chưa có gì cả. Bây giờ tôi lấy công trình từ Excel. Từ Excel. Vẫn là cái file vừa rồi. Đấy. Vẫn là file vừa rồi. Đây, tôi chọn Open. Thì bây giờ là tôi không cần tích vào đây. Gọi là tôi sẽ lờ tất cả những cái yếu tố định mức, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá máy. Tôi lờ đi, tôi không quan tâm cái này nữa. Tôi chỉ quan tâm cái này. Thì tất nhiên các bạn cũng phải kiểm tra xem là cái sheet chứa tiên lượng nó có đúng là sheet công trình này không.
chúng ta phải điền các cái cột mã công tác, cột đơn vị, cột tên của đơn vị vân vân, cột khối lượng của đơn giá liệu công máy thì chúng ta kiểm tra ở đây như nãy tôi hướng dẫn. Sau đó các bạn cũng phải kiểm tra xem là cái phông chữ file Excel này là phông Unicode hay là phông ABC hay là phông VNI, phông VNI. Đấy, chúng ta chọn cho đúng. Và chúng ta có muốn lấy cái diễn giải ở đây. Đấy, các cái diễn giải ở đây thì chúng ta tích vào đây. Còn ngược lại nếu chúng ta không muốn lấy nó thì chúng ta bỏ tích ở đây đi. Đấy, và bây giờ tôi giả thiết rằng tôi có lấy nó. Thì các bạn điền cái này xong, điền đây xong, điền đây xong thì các bạn bấm nút chấp nhận. Đấy. Khi đó G8 đã lấy xong cho bạn và giống như nãy thì cái hạng mục đầu tiên là cái hạng mục nó chẳng có gì. Đấy, thì chúng ta xóa nó đi. Xóa những dòng đã chọn. Và đây cũng như lúc nãy thì cái cột mã này đã đổi sang màu xanh. Mã đổi sang màu xanh ý rằng nó đã tra được trong cái định mức. Ví dụ như là AE này chẳng hạn là định mức 1776 chẳng hạn. Đấy, định mức 1091, 1172 và 588 của Bộ Xây dựng tính thời điểm này là năm tháng 8 năm 2016 thì là nó đã tra được cái định mức 1776 để ra được cái mã này và ra được các định mức vật liệu ở đây, nhân công ở đây và máy đi nếu có thì nó tra được cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là tôi nhắc lại cái màu xanh ở đây nó báo rằng là tra được định mức. Còn nếu những công tác nào mà không có màu xanh mà ví dụ như cái mã này màu đen giống như cái tên này này thì chúng ta hiểu rằng là nó không tra được trong định mức và chúng ta phải kiểm tra lại xem là ở bên file Excel người ta nhập cái mã này đâu ra hay là người ta vận dụng hay làm sao thì chúng ta phải trao đổi lại với họ xem cái mã này nó thế nào. Đấy. Tuy nhiên trong cái công trình vừa rồi thì tất cả các mã này là mã chuẩn trong đơn giá định mức cho nên là tất cả nó màu xanh. Và điều đặc biệt ở đây là phần đây là phần xây dựng nó cũng lấy được. Phần này phần khảo sát nó vẫn lấy được định mức như bình thường. Đây nó cũng lấy được định mức. Nhân công nó lấy được như bình thường. Đấy. Phần này nó có phần máy nó vẫn lấy được máy như bình thường. Nói tóm lại bên Excel có thể là vừa xây dựng dân dụng, vừa xây dựng phần xây dựng, vừa khảo sát, vừa lắp đặt hay vừa công ích hay là gì gì đó thì nó vẫn lấy được như bình thường. Đấy. Tuy nhiên trong hợp vừa rồi thì tôi có nói là tôi không lấy cái giá vật liệu nhân công máy cho nên là tất cả cái giá này nó bằng nhau và bằng giá gốc do tỉnh ban hành. Tôi không lấy định mức thế cho nên tất cả các định mức vật liệu công máy này nó lấy nó tra lại trong quyển định mức của Bộ Xây dựng, ví dụ như cái AE114 này này là nó tra cái định mức vật liệu công máy đây là tra theo cái quyển sách định mức 176 năm 2007 Bộ Xây dựng ban hành. Đấy, các công tác này nó tra trong định mức Bộ Xây dựng ban hành chứ không phải là định mức ở trong file Excel nữa. Đấy. Thì cũng có trường hợp là người ta chỉ lấy cái khối lượng công trình ở đây thôi. Còn tất cả các cái giá rồi là định mức là người ta phải lấy chuẩn của các cơ quan ban hành như là Bộ Xây dựng hay là giá ở đây là giá do tỉnh công bố giá gốc chẳng hạn. Sau đó người ta điều chỉnh sau. Thì cái mục đích đấy là đạt được bằng cách là người ta không chọn cái định mức khi mà lấy công trình từ Excel. Đấy. Và sau đó thì chúng ta điền các cái giá ở đây, ví dụ như giá đây là 214.500 chẳng hạn. Đấy, vân vân. Điều chỉnh giá nhân công, giá ca máy ở đây. Sau đó thì chúng ta có thể tính toán tổng hợp vật tư, chênh lệch nếu có, rồi tổng hợp đơn giá chi tiết, tổng hợp chi phí dựng. Đấy, rồi là tính tổng hợp tổng dự toán xây dựng sát tổng đầu tư chẳng hạn, hoặc là tính chiết tính, tính dự thầu như bình thường chứ không có vấn đề gì cả. Đấy. Như vậy với video này tôi đã hướng dẫn các bạn là toàn bộ cái việc là lấy công trình từ Excel bằng phần mềm G8 và các bạn có thể là lấy được cả các cái đầu việc ở đây bao gồm cả tên đơn vị khối lượng cả diễn giải ở đây cả khối lượng ở đây cả đơn giá ở đây cũng như là các bạn có thể lấy được đơn giá vật liệu gốc thông báo ở trong file Excel gốc đây nếu các bạn muốn. Các bạn có thể lấy được toàn bộ cái định mức này ở trong file Excel nếu các bạn muốn. Đấy, hoặc là trường hợp thứ hai là các bạn không quan tâm đến giá ở đây, không quan tâm đến giá định mức ở đây mà các bạn chỉ quan tâm đến việc lấy mỗi cái khối lượng ở đây và giá ở đây thì G8 vẫn có thể là lấy cho các bạn như bình thường trong hai trường hợp. Vâng, tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này và rất mong muốn được gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau. Vâng, tôi xin cảm ơn các bạn.